Bài tập 1 kéo giãn vùng cột sống lưng với gậy gôn. Giữ ngang gậy gôn, đặt ra sau vùng lưng và giữ lại bằng hai cánh tay. Xoay phần thân một cách nhẹ nhàng sang hai bên. Thực hiện 10 đến 15 nhịp, lặp lại 3 lần. Bài tập 2 kéo giãn vùng thân trên. Nằm nghiêng một bên trên thảm tập, hai tay duỗi thẳng, đồng thời co hai đầu gối lại sang hai bên, giữ hông và chân cố định, xoay đồng thời cánh tay, cổ sang bên còn lại. Động tác này giúp tăng cường sức mạnh và sự linh hoạt của cánh tay, cơ lưng. Bài tập 3, kéo giãn vùng vai và cánh tay. Động tác kéo giãn giúp mở rộng vai và cải thiện phạm vi di chuyển của hai khớp vai. Với động tác này, bạn cần duỗi thẳng tay trái và để chúng nằm ngang ngực. Sau đó dùng tay còn lại ấn vào khuỷu tay. Giữ yên trong 10 nhịp và lặp lại 3 lần. Bài tập 4 tăng sức mạnh vùng thân trên với dây tập đàn hồi. Người đứng thẳng, để hai tay thẳng trước vai và nắm vào phần đầu dây đàn hồi. Dùng lực cánh tay kéo giãn thẳng dây chéo xuống hoặc lên một góc 45 độ. Bài tập này giúp tăng cường sức mạnh vùng cánh tay và thân trên, thực hiện 10 đến 15 nhịp, lặp lại 3 lần. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình Nắng và Mưa.